là Phạm Gia Huy, năm nay lên 10 tuổi, học trường Dịch Vọng A. Sở thích của con là đánh cầu lông ạ. Đánh cầu lông? Giỏi nhờ, con đánh cái tay trái không? Đi lâu, đánh đi lâu. À thế cứ biết là đặc biệt tên các bạn này là gì nhỉ? Bố Thắng đồng ý không? Hay là bố Thắng bảo là bố Thắng nhận cái viết xanh này cho con? Rồi con gọi em qua lên đây đi.